quần áo ép cân IK bên mình đang giảm giá sốc cho anh em nha. Anh em mua trên TikTok, bấm vào TikTok shop mình giảm giá, anh em còn 490 canh. Đó là giá chưa áp mã nha anh em. Anh em cứ bấm vào áp mã còn được miễn phí ship và được giảm giá của TikTok shop nữa đó. Đây, bây giờ quần áo ép cân anh em mặc vào nè. Đó. Khá nóng ha. Ok. Đây, anh em mặc bộ đồ này vào để chúng ta tập luyện ra mồ hôi rất là nhanh. Đó, ok chưa? Không thấm nước nha anh em. Không thấm nước. Đấy, mình là 70 kg, mình mặc bộ này size L ha. Anh em mà lựa chọn, bên mình có bao cái thông tin đó để anh em lựa chọn size nha. Đây. Đó. Ok chưa? Đó, rất tuyệt vời chưa? Ô. Ra mồ hôi liền hả anh em? Đây. Bên trong này có lớp thoáng khí này để cho anh em thoáng khí thấm hút mồ hôi rất là tốt nha. Anh em khi sau khi tập luyện thì các bạn sẽ phơi ở những nơi thoáng mát để cho cái chất liệu nó được tốt hơn, mình xài được bền hơn ha. Rồi. Bạn nào quan tâm tới sản phẩm này cứ bấm vào giỏ hàng của TikTok Shop để được ưu đãi nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.